Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Tâm Phúc TV, tiểu sử của người nổi tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chân dung và tiểu sử của Tần Tường, nhân chủ kênh YouTube Trình Tường TV, chàng YouTuber và hành trình lan tỏa giá trị tốt đẹp. Mến chào toàn thể quý cô bác và anh chị đến với Trình Tường TV. Tường Nhân mở đầu các clip của mình bằng câu chào quen thuộc. Cách nói chuyện chân chất, mộc mạc, nội dung clip gần gũi, không có sự dàn dựng, cắt ghép công phu. Thông qua những clip của mình, chàng YouTuber Tần Tường Nhân đã lấy được thiện cảm của lượng lớn khán giả và truyền đi nhiều thông điệp ý nghĩa trong cuộc sống. Khoảng 2 năm gần đây xuất hiện khá nhiều YouTuber làm nội dung về du lịch, ẩm thực, trong đó có những YouTuber người địa phương ở các tỉnh miền núi vùng Tây Bắc như Lào Cai, Sơn La, Hà Giang, Yên Bái. Họ đã góp một phần công sức vào việc quảng bá du lịch, gìn giữ và bảo tồn những nét văn hóa bản địa thông qua nhiều video độc quyền và có sức hút lớn. YouTube Partner là chương trình hợp tác của YouTube với những người sáng tạo hay chủ sở hữu video để hiển thị quảng cáo trên các video của họ. Việc đăng ký trở thành YouTube Partner sẽ rất hữu ích khi bạn có những video độc quyền và có độ viral, lan truyền mạnh, hay đơn giản là bạn có khả năng tạo ra video, nó sẽ mang lại cho bạn nguồn thu nhập tương đối tốt. Tuy nhiên, không như 4, 5 năm trước, YouTube giờ yêu cầu chủ kênh phải đạt được ít nhất 1.000 người theo dõi và 4.000 giờ xem mới đủ điều kiện tham gia YouTube Partner. Nghĩa là chủ kênh phải xây dựng nội dung hấp dẫn nếu muốn thu hút được người theo dõi, trước khi nghĩ đến việc nhận tiền từ YouTube. Từ bỏ công việc tại thủ đô để lang thang ở miền núi. Từ ngày còn học phổ thông, cậu bé dân tộc Giao Tần Tường Nhân ở thôn Tân Tiến, xã Trịnh Tường, Bát Sát đã nổi trội so với bạn bè cùng trang lứa ở địa phương. Tốt nghiệp khoa tài chính ngân hàng, Đại học Quốc gia Hà Nội, Nhân ở lại thủ đô lập nghiệp và lựa chọn cho mình công việc văn phòng. 6 năm gắn bó với công việc làm bàn giấy nhưng anh luôn nghĩ công việc hiện tại cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày khiến mình thấy bí bách. Còn nhiều đam mê, dự định đang ấp ủ mà mình chưa thể thực hiện khi mỗi ngày đều dành 8 tiếng đồng hồ lên cơ quan làm việc. Dần dần, công việc đang làm không mang lại cho mình niềm vui và sự hứng thú. Một mình nơi đất khách, sống xa gia đình, người thân. Mình luôn ấp ủ ý nghĩ được trở về cống hiến cho nơi đã sinh ra, đặc biệt là giới thiệu tới bà con mọi miền Tổ quốc những nét đẹp, đặc sản của quê hương. Hơn 30 tuổi, anh từ bỏ công việc ổn định đang có để bắt đầu hành trình mới. Tường Nhân cùng nhóm bạn tìm hiểu đặc sản vùng cao và làm cầu nối đưa đặc sản quê hương đến mọi vùng miền. Tuy nhiên, công việc mới không thuận lợi như mong muốn. Việc kết nối, quảng bá sản phẩm không hề dễ dàng. Anh rơi vào trạng thái loay hoay, mất định hướng. Tình cờ, anh theo dõi lại những clip mình đăng trên mạng xã hội được ghi hình trong quá trình kinh doanh đặc sản địa phương. Thấy có nhiều khán giả theo dõi, bình luận, anh quyết định thử một lần đi theo con đường hoàn toàn mới. Đó là làm vlog đăng lên kênh YouTube. Những ngày đầu tập làm vlog, anh còn ngại ngùng không dám xuất hiện trước ống kính, cách nói chuyện chưa lưu loát, còn e dè và bí thực. Tường Nhân đi nhiều nơi để quay những clip về cảnh đẹp quê hương, những câu chuyện lạ, phong tục, tập quán của đồng bào vùng cao. Nghe nói trên Hà Giang có chợ phiên hấp dẫn, Nhân lại vác ba lô, nổ xe máy lên đường. Rồi hôm sau nghe ở Lạng Sơn có đám cưới của đồng bào rất độc đáo, Nhân tiếp tục hành trình. Cứ thế, anh rong ruổi từ vùng núi này sang vùng núi khác. Chỉ cần có người giới thiệu ở đâu có phong tục, tập quán thú vị là Nhân lên đường, hành trang mang theo là chiếc điện thoại, gimbal, máy tính. Anh quay clip và đăng lên mạng cho khán giả cùng xem. Cho đi là còn mãi, ngày càng có nhiều người làm YouTube. Công việc này trở nên bão hòa khi có hàng nghìn clip được đăng lên kênh mỗi ngày. Người làm YouTube có những cách làm mới, nội dung câu được nhiều người theo dõi, những clip của Nhân trở nên mờ nhạt. Lại thêm một lần nữa, Nhân rơi vào trạng thái hoang mang, không xác định được mình cần phải làm gì để thu hút người xem. Và rồi, anh đến với các việc làm thiện nguyện cũng như kéo khán giả về kênh YouTube của mình như một cơ duyên. Đầu năm 2019, tại một chợ phiên ở huyện Simacai, Tường Nhân gặp một nhân vật khiến cuộc sống của mình ý nghĩa hơn và có động lực tiếp tục công việc đang làm. Anh gặp một chàng trai trẻ làm công việc bốc xếp hàng ở chợ phiên. Mỗi ngày, chàng trai ấy dậy từ 3 giờ sáng để làm việc liên tục và đến tận trưa mới ăn bữa đầu tiên trong ngày, chỉ toàn là mèn mén. Chàng trai trẻ chia sẻ về những khó khăn trong gia đình, những vất vả phải gánh vác. Cuộc trò chuyện giữa hai người được Nhân ghi hình lại thu hút hàng triệu lượt xem. Thông qua kênh YouTube của anh, nhiều nhà hảo tâm ngỏ ý tìm đến giúp đỡ nhân vật. Nhân cũng nhận ra, trò chuyện với những người có hoàn cảnh khó khăn, anh dễ đồng cảm, chia sẻ và thấy cuộc sống của mình thêm ý nghĩa khi giúp đỡ được họ. Từ đó, Nhân kết nối với những nhân vật có hoàn cảnh đặc biệt tại các địa phương trong huyện. Những clip anh đăng trên kênh YouTube thu hút đông khán giả theo dõi.
Ý nghĩa hơn khi ngày càng có nhiều nhà hảo tâm liên hệ với anh để giúp đỡ, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn vượt qua nghịch cảnh. Những đối tượng mà anh hướng đến là người già neo đơn, trẻ mồ côi và người khuyết tật. Đến nay, Nhân đã giúp được 8 trường hợp, hỗ trợ xây được 4 căn nhà. Đặc biệt, có 2 trường hợp trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, Nhân đã kêu gọi ủng hộ được hơn 300 triệu đồng. Số tiền đó ngoài hỗ trợ xây nhà, anh mở sổ tiết kiệm để chăm lo cho cuộc sống, tương lai của các em. Nhân cho biết, ngoài mình còn có một cán bộ địa phương cùng đứng tên trong sổ tiết kiệm. Bất cứ khi nào cần giao dịch sẽ phải có cả 2 người cùng đến ngân hàng ký nhận. Mình làm việc minh bạch và luôn quay lại clip, nên khán giả tin tưởng, thường xuyên an ủi, động viên. Có dịp cùng Nhân trong một chuyến thiện nguyện, tôi thấy anh khá bận rộn, liên tục có nhà hảo tâm kết nối qua điện thoại nhờ anh chuyển quần áo, đồ dùng, nhu yếu phẩm cho các nhân vật anh quay trong clip. Chuyến đi ngày hôm đó, Nhân quay lại thăm cụ ông Tần Dùng Củi ở thôn Suối Thầu 3, xã Nậm Trạc, Bát Sát. Ông bị tật từ nhỏ, liệt nửa thân bên phải. Cách đây 1 năm ông bị ngã gãy chân trái. Sau khi Tường Nhân lên thăm và quay lại clip, nhiều khán giả đưa ra lời khuyên ông nên tập đi để sau khi tháo đinh ở chân trái có thể phục hồi chức năng di chuyển. Anh đã chặt cây, thiết kế tạm cho ông sàn ngang để tập. Bên cạnh sự hỗ trợ từ chính sách xóa nhà tạm của nhà nước, anh kêu gọi được hơn 70 triệu đồng hỗ trợ ông Củi xây nhà mới khi nhà cũ đã dột và nát. Với lợi thế là người địa phương, nói tiếng Dao nên các nhân vật trong clip của Nhân trò chuyện, chia sẻ với anh như người trong gia đình. Chỉ hơn 1 năm làm YouTuber, kênh Trình Tường TV đã có 250.000 lượt đăng ký theo dõi, có những clip thu hút hơn 5 triệu lượt xem. Tháng 3 năm 2020, kênh YouTube của anh nhận được nút bạc YouTube. Những người già neo đơn có nhà để ở, những đứa trẻ mồ côi bắt đầu nhìn thấy tương lai tươi sáng hơn, nhiều gia đình khó khăn có thêm chăn màn, quần áo, đó là những điều tốt đẹp mà Tường Nhân đang lan tỏa mỗi ngày. Anh tâm sự, mình nghĩ rằng cứ cho đi rồi sẽ được nhận lại. Khán giả của Trình Tường TV hầu hết là những người lớn tuổi, theo dõi thấy được sự chân thành và cái tâm hướng thiện của mình trong mỗi câu chuyện. Thứ mình nhận được là sự yêu mến của khán giả, sự động viên, an ủi của gia đình, bà con và đặc biệt là niềm hạnh phúc cũng như hy vọng về tương lai tốt đẹp hơn của các nhân vật có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Các YouTuber chuyên nội dung về du lịch, ẩm thực ở vùng Tây Bắc như Hoa Ban Food, Sapa TV, Nhịp Sống Tây Bắc, Về Miền Tây Bắc, Hoa Ban Tây Bắc, Trình Tường TV, Gái Bản, Trai Bản, Roba Thần, Giàng A Pháo, Nguyễn Tất Thắng gần đây được khá nhiều người quan tâm, theo dõi. Dẫu rằng rất khó để họ vươn tới vị trí của những YouTuber nổi tiếng và dẫn đầu danh sách hàng triệu người theo dõi, đạt hàng tỷ lượt truy cập ở Việt Nam như FAPTV, Postkiss, Fox Music, nhưng sự đóng góp của họ trong việc quảng bá du lịch, ẩm thực và văn hóa phía Bắc, nhất là vùng Tây Bắc, là không hề nhỏ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón xem. Nếu thấy hay hãy like video và đừng quên nhấn đăng ký kênh Tâm Phúc TV để được cập nhật liên tục những video mới nhất về tiểu sử người thành công và nổi tiếng khác nhé.